ở Tiền Giang Đại Lục. Xuất hiện một đại lăng tu tiên. Khi hắn phi thăng đã nói vài lời. Chào mọi người, tôi là Bụi Cho. Tôi đã lĩnh ngộ được phiên bản mới của tu tiên. Chỉ cần 3 phút sẽ lập tức giống như là tôi yên tu tiên. Ở Tiền Giang Đại Lục Quan Hoa khởi động một thời đại tu tiên mới. Thành Giang Bình, trấn nhỏ phàm nhân an cư lạc nghiệp. Phi thăng rồi, lại có người phi thăng rồi. Màu sắc đó là vừa mới đột phá đại võ sư cảnh đấy. Đệt, tên tôn tử nào tốt số vậy, lại đột phá rồi. Tôi là Dịch Phong, là một người xuyên không khó chịu. Mọi chuyện còn cần nói từ 5 năm trước. Bởi vì liên tục chơi trò chơi mô phỏng tu tiên 90 giờ, đạt được thành tựu xuyên không, gọi tắt là đột tử. Nơi này là thế giới tu tiên. Đau đau. Mặc dù lúc đầu có hơi kinh ngạc, nhưng tôi lập tức bình tĩnh lại. Thật sự là giống như mình đang làm mơ vậy, tuyệt vời. Theo lý mà nói, nếu xuyên không chẳng phải thường sẽ có hệ thống gì gì đó hay sao? Hừ. Là cậu đang gọi tôi à? Ơi, lần đầu gặp mặt. Tôi chính là đại cứu tinh mà mỗi người xuyên không đều mong ước xuất hiện nhất đấy. Hệ thống bàn tay vàng. Nhìn chằm chằm tôi đúng là đau đầu. Cũng khó trách, cơ thể của tôi cũng được xem là số 1 ở dưới bàn tay vàng. Cậu đang sỉ nhục tôi. Nghe kỹ đây nhóc, tiếp theo mới là trọng điểm. Cậu sẽ nhận được một hệ thống võ thần cự thế vô song. Quyền pháp, kiếm pháp, côn pháp, đao pháp, trưởng pháp, đả thiết, họa thư. So vai với thần. Được rồi. Chỉ như vậy tôi có thể ở trong thế giới tu tiên này luyện thành thần công Bình Sơn Diệt Tông, hậu cung giai lệ. Nghĩ thôi đã kích động rồi. Tóm lại chính là kỹ năng phàm nhân tôi đều sẽ giúp cậu tăng mãn cấp. Còn tặng kèm cho cậu một võ quán 600m2 mở màn. Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu con đường tu tiên rồi. Ấy, tu tiên. Tu tiên cái gì? Tu tiên, cậu phải có cái này. Linh căn. Linh căn. Cái này không nằm trong phạm trù tôi phụ trách. Còn có người xuyên không khác đang đợi tôi phải cứu trợ. Bye bye. Cũng tức là nói, nơi kiểm tra linh căn không có linh căn. Chúc bạn may mắn. Đẹp. Đâu, do bảo bảo sợ quá. Là người đều có linh căn, tôi chưa từng thấy ai mà không có linh căn hết. Ừ, tiểu huynh đệ, cậu là người sao? Thứ cho tôi nói thẳng, tu tiên đời này vô duyên với cậu rồi. Trong 5 năm tôi đã đi khắp những chỗ kiểm tra linh căn của thành Giang Bình. Vì vậy, cái gì mà đánh quái thăng cấp, bá chiếm thiên hạ, đứng trên đỉnh cao của thế giới, cảm nhận khoái cảm thăng cấp như là thương khủng, mọi thứ đều không liên quan đến tôi. Võ sơ, đại võ sơ, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ đế. Mọi thứ đều không là gì cả. Là một con cá mặn cũng được. Người không linh căn thì rửa nhiều lần. Xem ra cả đời này chỉ có thể mở một cái sạp, bán sạc, nhận đồ đệ gì đó, túi đựng tiền. Nếu không thì không mở nổi lôi rồi. Wow, là tu sĩ. Tỷ tỷ mau nhìn kìa, trước nay muội chưa từng nhìn thấy những quyển sách này. Đây là người có tiền đấy. Hai vị muốn mua cái gì nào? Tôi phải dùng thái độ hai ni nào để phục vụ các cô. Giang Bình nhỏ nhoi lại có người có khí chất thoát tục như vậy.
Đáng tiếc chỉ là một phàm nhân. Đi thôi Lạc Ly. Chờ chút, cô nương, ta thấy cô nương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện võ ngàn năm khó gặp. Những bí tịch võ công này mà vẽ đây, 10 vàng một quyển, giảm giá bán cho cô. Ây, ta thật sự là thiên tài sao? Vậy ta chọn Hỗn Nguyên Hình Nhĩ Thiềm Điện Tiền của Mã sư phụ đi. Đá tiền lại, dùng vào những chỗ khác còn tốt hơn ở đây. Tỷ tỷ buông tay, muội muốn mua. Thanh Sơn môn chúng ta đang ở thời kỳ nguy cấp, vậy mà muội vẫn còn tâm tình nhàn rỗi đọc sách hay sao? Muội mặc kệ tỷ, tỷ tỷ mua cho muội đi. Lạc Lê, ta muội đều là tu sĩ, sách phàm nhân vẽ có gì mà hay mà mua chứ? Mẹ nó, muốn động đậy cũng không dám. Muội muốn nó. Phục rồi. Tỷ tỷ tốt, chúng ta đi. Muội hài lòng chưa? Ơi hài lòng, cảm ơn tỷ tỷ. Lần sau khống chế trước mặt phàm nhân một chút. Thể chất cái của muội, thể chất này của muội. Hài lòng cái rắm. Sách này của ta 10 vàng một quyển. Mẹ nó, tu sĩ thì giỏi lắm à. Tôi đánh lại cô đó, đánh mông là hoa luôn. Hai người đi ra khỏi thành Giang Bình. Tỷ tỷ, quyển sách này thật sự rất hay, đều là những thư thái chưa từng nhìn thấy, cùng nhau xem đi. Được được, ta nhìn một cái thôi, ứng phó một chút là được. Tiếp hóa phát, cái quái gì vậy? Phá thẳng vào mặt, là thứ chỉ có tu sĩ mới cảm nhận được. Cảm giác đó giống như là cô độc khi bị ngân hà bỏ mặc, lại giống như đang chen chúc trong biển nhiệt tình cuồng hoan trong ngày lễ. Rốt cuộc là cái gì đang liều mạng muốn nấp đầy chỗ trống trong ta, khiến ta lĩnh ngộ? Là võ ý tinh thuần. Bất ngờ xảy ra. Chặt quá. Trước đây khổ tu không có kết quả, đã tới nút thắt. Chỉ xem một trang sách phàm nhân này vẽ, liền đột phá đại võ sư trong nháy mắt. Tỷ tỷ không sao chứ? Mặt tỷ đỏ quá. Ngay cả Lạc Lê cũng phá tầng mấy liền, lĩnh ngộ được cảnh giới võ sư. Chẳng lẽ người bán sách ban nãy chính là thế ngoại cao nhân? Chuyện này phải nhanh chóng báo cho sư tôn. Lục Thanh Sơn, trưởng môn Thanh Sơn môn, võ linh cảnh giới. Ta đến gặt đầu của người. Lục Thanh Sơn, yêu thú là ta giết. Cảm ơn sự nỗ lực của Thanh Sơn môn các người, để ta có thể lấy trước người một bước mà không tốn chút công sức nào cả. Người, Thanh Sơn môn chúng ta vây giết con yêu này mấy tháng này, tử thương thảm hại, đến nhặt thành quả. Còn nói võ đức hay không? Thế nào, muốn ra tay thì đến đi. Linh Huyền Võ, lão tổ Huyền Võ Tông, võ linh cảnh giới đột phá. Ta cũng không ngại tiễn người một đoạn trước khi chính thức tỷ võ đâu. Đột phá võ vương. Không hay rồi, hắn vừa mới hấp thụ được linh lực đột phá đến võ vương. Từ đấu 3 ngày sau, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ tha cho tông môn của các ngươi một con đường sống. Chỉ đáng tiếc Thanh Sơn cuối cùng cũng sẽ bị Huyền Võ Tông ta giết hết nuốt hết. Nếu Thanh Sơn môn muốn hóa giải nguy cơ, trừ phi có thể mời được một đại lăng giúp đỡ. Xong rồi, tin tức tu sĩ phân tranh đã không thể nào khiến đám người này nhàn rỗi sinh ra hứng thú vừa rồi. Mình sắp thất nghiệp rồi, thiếu chút sức nóng. Tiếp theo tiết tấu lặng lè không đúng lắm. Chỉ là tranh địa bàn thôi mà, làm như là huyết huyết bừng bừng vậy. Thanh Sơn môn, cách quyết đấu chỉ còn mấy ngày, cũng không biết bây giờ luyện mấy chiêu này có tác dụng hay không. Sư tôn đã bế quan khổ tu rồi, có lẽ sẽ đột phá trước tử đấu. Các ngươi câm miệng đi. Ta đã đi theo sư tôn hơn 30 năm rồi, ngài ấy gặp phải nguy cơ,
trước giờ đều bất khuất không lao lúng, không hề lùi bước. Càng đối diện với khốn cảnh, càng bạo phát ra ý chí như là gang thép. Gang cái đầu ấy, bây giờ ta làm sao mà đánh lại được Linh Huyền Vũ chứ? Ta đã ở Linh Võ Cảnh nhiều năm rồi, chưa từng đột phá thành công, ta tự sát cho rồi. Đệ tử Nam Tuyết có chuyện quan trọng muốn cầu kiến sư tôn. Vào đi. Ý người là một phàm nhân? Vâng, có khả năng hắn là một cao thủ tuyệt thế đang du lịch ngân nhân gian. Thật là nói bậy, người là đệ tử của Thanh Sơn Môn, không chuyên tâm tu luyện đột phá, lại bị dân đen dưới phố lừa gạt, đúng là ngu xuẩn. Quyển sách này căn bản là bình thường chẳng có là gì, không có chỗ dùng. Sư tôn bớt giận, đồ nhi mời người đọc qua. Nếu đồ nhi nói dối, cam tâm nguyện chịu phạt. Ây, đây nè. Thảo Nguyên, Triều Tà, đây nè. Trạng thái nội quan, ta đang ở trên thế giới ý thức của chính mình nhờ. Trong thời gian này, thay vì nói bế quan, thì chẳng bằng nói là đang chạy trốn áp lực nghênh chiến với Huyền Võ Tông. Từ khi trở thành môn chủ, đã bao nhiêu năm không có ai đánh ta rồi. Lên thả thì thả, lên siết thì siết. Ta sơ ý quá rồi. Đẹp. Đứa cháu chắc nào đã đột phá rồi, mì cũng không ngon nữa. Sư tôn, người đã đột phá đến võ vương cảnh giới rồi sao? Lan Tuyết. Nổi gió rồi, tiêu diệt Huyền Võ Tông thôi. Có thể tiện tay vẽ ra sách chứa đựng võ ý lớn nào. Người này tu vi sâu không lường được. Hãy theo vi sư nhanh chóng đi bái kiến vị ẩn thế đại năng kia. Sách phàm nhân vẽ có gì mà đáng mua chứ? Trước đó mình nói năng ngạo mạn như vậy, có mắt không tròng mạo phạm vị đại nhân đó, ngài ấy có khi nào tức giận? Hủy diệt Thanh Sơn Môn. Đã đến lúc rồi, cuối cùng cũng bỏ thịt vào được rồi. Thơm quá. Công pháp của phàm nhân ở đây hoàn toàn ăn không ngon. Khó khăn lắm mới có tên tu sĩ ngốc bỏ ra một kim tệ mua sách, mới đổi được cân thịt về. Bắt con chó hoang đó lại, dám trộn thịt của chúng ta. Thơm, mắt ngươi nhìn chó thấp. Ta ăn thịt của các ngươi là cho các ngươi vinh hạnh bằng trời. Ta là hoàng tử, lang tộc của yêu giới, cảnh giới tương đương với võ linh. Nếu không phải ta bị đồng tộc hãm hại, linh lực gần như cạn kiệt, thì ta đã nuốt chửng các ngươi từ lâu rồi. Nhân loại yếu ớt lại ngu xuẩn. Hừm, phía trước có một phàm nhân, dám cản đường của bốn đại gia. Mặc dù linh lực của ta yếu ớt, nhưng giết một tên phàm nhân không có phòng bị dễ như ăn cháo. Chết đi. Linh lực của ta lại vô dụng với hắn. Giang Bình Thành từ lúc nào lại có một con chó đần vậy? Tên đáng ghét này lại dám cười nhạo ta. Công kích của ta không hề có tác dụng với tên phàm nhân này. Tên này vừa rồi đã làm gì? Chẳng lẽ ta đang sợ? Nụ cười, sao ta có thể sợ một phàm nhân được? Cho dù bị 5 tên tu sĩ võ linh cảnh giới vây đánh, ta cũng không. Em bé đáng yêu này, ây, nhìn có vẻ rất ngon. Đường phố Giang Bình, ta cảnh cáo ngươi, còn để ta phát hiện ngươi nén vào sơn môn nữa, ta sẽ giết ngươi. Cũng không nhìn lại mình có đức hạnh gì, ngay cả linh căn cũng không có, mà cũng đòi tu hành. Ông trời ơi, chẳng lẽ Trung Thanh con thật sự chỉ là một phế vật vĩnh viễn không thể trở mình hay sao? Thúc thúc, bá bá, con đã khiến mọi người thất bại rồi. Cô gái, tư thế đó của cô là muốn ăn trộm thịt của ta à? Muốn ăn phải thêm tiền. Mặc dù thịt nướng của ta nổi tiếng khắp nơi, cho dù gọi cha cũng không chia cho người. Người đừng có mà lợi dụng ta bừa bãi. Cho dù ta đói chết cũng không thèm ăn thịt của người.
Ôi, mùi thịt, nước mũi. Nước mũi. Ta đã nói rồi, ta sẽ không ăn đồ của người. Đồ ăn cướp. Cô gái, cô bị Thanh Sơn Môn đuổi ra ngoài à? Hả? Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Mà ta là Lama. Kiểu tóc đẹp như vậy, không đi làm idol, cứ phải đến tu tiên, đất nước này có vấn đề về thể chất à? Cô gái này có cảnh ngộ giống hệt mình hay là? Ngươi cũng không có chỗ nào để đi hết. Ta vừa hay chỗ ta thiếu một người. Ngươi đến đi. Cầm lấy, đây là khóa của võ quán. Ta đi mua chút gia vị. Ngươi về võ quán trông nhà đi. Ta còn chưa đồng ý làm chân sai vặt cho ngươi đâu. Sao ngươi lại không nghe lời ta nói vậy? Thôi vậy, nếu như có thể kiếm được một việc làm ở Giang Bình thì cha mẹ cũng sẽ yên tâm được chút nhỉ. Nửa canh giờ sau. Làm phiền rồi ông. Ông chủ có ở đây không? Sân vườn trang nhã. Bức tượng cổ quái. Trống hoa kỳ quái. Bức tranh này. Võ ý mạnh mẽ quá. Ta đưa các ngươi đi đánh. Lại người ta đâm. Không đánh nữa. Cái tủ của ta động đậy rồi. Mặc dù Thanh Sơn lão tổ nghe không hiểu câu nào, nhưng hắn vẫn cứ có thể cảm nhận sâu sắc rằng đây chắc chắn là một chiến thuật kỳ diệu. Nhưng võ ý này giống như là đang giảng cho tao biết thế nào là tranh chấp môn phái, người mạnh ta yếu. Chẳng qua là mây khói qua mắt. Ta đã ngộ rồi. Hai người là khách hay sao? Ngại quá, chúng tôi là người của Thanh Sơn Môn. Thanh Sơn Môn? Yếu rồi, chẳng lẽ là vì chuyện mình nhảy vào Sơn Môn muốn bắt ta quay về? Xin lỗi, ta thật sự không dám nhảy vào Sơn Môn nữa. Mong hai vị đại nhân tha cho ta đi. Ta gầy như vậy, tuyệt đối đừng bắt ta đi cho chó ăn. Mau đứng lên, ngươi đang làm gì vậy? Lan Tuyết đừng vô lễ. Tiền bối cũng là người ngươi có thể đỡ à? Ta từng nghe nói Phật Đà còn có một vị Tây Phương Thần Tôn sẽ dùng thân phận con người khinh thường đi thử thách tín đồ. Nói như vậy, chẳng lẽ cô ta là người của tiền bối kia phái tới thăm dò chúng ta? Thứ cô ta cầm là chổi lông gà. Vật này có tác dụng quét bụi. Quét bụi tức là quét bỏ tạp liệm. Chỉ có loại bỏ tạp liệm mới có thể thành sự. Vì vậy, đây chắc chắn là thử thách đầu tiên cao nhân muốn ám thị cho chúng ta biết. Hôm nay hãy cho cao nhân biết được thành ý của chúng ta đi. Con ngộ rồi, hả? Nhất trần bất nhiễm. Bài trừ tạp liệm. Làm ngay đi. Vâng. Thật sự không cần đâu, đó đều là công việc của ta mà. Hai người thật sự là tu sĩ của Thanh Sơn Môn hay sao? Còn nữa, ta thật sự là Lama. Thôi thôi, biết đường đến đổi tiền sách là tốt. Tha thứ cho các người. Đình viện võ quán, ở lại ăn cơm đi. Sư tôn, đó chính là ông chủ. Có nhìn ra gì không? Thanh nhì, đêm nay chúng ta ăn thịt lợn, ăn lẩu thịt chó. Ta cũng không nhìn thấu tu vi của hắn. Thực lực người này không đo lường được. Tuyết nhì, người xem kìa. Đa pháp này, nhìn thì bình thường, nhưng nguyên liệu cắt ra giống như là lại được độ kiếp cho cuộc đời mới tươi sáng. Còn nữa, người đã nhìn thấy con sói kia chưa? Nếu như ta đoán không nhầm, đó chính là loài hiếm thấy nhất ở trong yêu tộc. Phệ thiên yêu lang. Ý của sư tôn là ngài ấy chuẩn bị lấy yêu lang ra làm thức ăn. Nếu như chúng ta thật sự ăn thịt nó, thì yêu tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Sợ là cả đời này sẽ bị lang tộc truy sát tới chết. Người dám làm như vậy, e là không chỉ có võ hoàng cảnh giới. Loại thần ma năm đó chính là yêu lang dùng sức mạnh của tộc kéo dài trận tấn công của 3 vạn Phật Đà mới cho yêu tộc thất bại sinh tồn được. Người tu tiên đều có đức hạnh này à? Nhìn kìa, con yêu lang đó đang vùng thoát khỏi trói buộc, chuẩn bị liều một phen rồi. Phệ thiên yêu lang mà lại đang cũng hơi giống với con mà ta nuôi trước khi xuyên không đấy, làm vật cưng của ta đi. Cầu xin tiền bối lại tha cho yêu lang vào giờ khắc cuối cùng. Trái tim nhân hậu đến cỡ nào chứ? Trung thành, ngươi trông coi chó đi. Sư tôn, bây giờ không phải là lúc để cảm động. Như vậy xem ra có lẽ mượn một thần binh của cao nhân cũng không thành vấn đề. Huống hồ con dao này vừa mới nhẹ nhàng chấp nhấp được yêu lang vương, tương đương với võ linh đỉnh phong. Thứ cho Lan muội
Thứ cho Lan Tuyết mạo muội, ta muốn xin ngài cho ta mượn con dao này để dùng, để giúp ta, để giúp phái ta thoát khỏi diệt môn. Hả? Ngu xuẩn, ngươi bộc lộ lòng tham của mình như vậy, tiền bối đã thấy không vui rồi. Mượn thì mượn đi, cũng chẳng phải là thứ gì đáng tiền. Sao, cầm lấy đi, loại đao thái này, một ngày ta có thể làm được vài ba cái. Cảm ơn. Xem ra trời không diệt Thanh Sơn môn của chúng ta. Đáng thương quá đi, nghèo đến mức không mua nổi dao thái. Linh Huyền Võ, ngươi chết chắc rồi. Huyền Võ Tông, sư tôn bế quan kết thúc, nhanh chuẩn bị cơm. Huyền Võ lão tổ, Linh Huyền Võ, không cần đâu, nhanh đưa sứ giả của Thanh Sơn môn đến đây, ta muốn gặp hắn. Những người khác lui xuống. Vâng. Mật thất Huyền Vũ Tông, ngưỡng mộ Huyền Võ tiền bối đã lâu, vãn bối Dư Võ Kiệt kính chào. Đừng văn vở nữa, có lời gì mau nói. Vâng, hôm nay thuộc hạ đến đây là để nói chuyện trước đây ngài lo lắng đã xảy ra. Huyền Võ Tông mật thất. Phải bẩm sư tôn, cách đây không lâu, Thanh Sơn lão tổ đã bước vào cảnh giới của võ vương rồi. Hắn không biết ta đã bước vào cảnh giới võ vương hơn 30 năm rồi. Chẳng qua hắn chỉ là một thằng nhóc mới biết đi mà thôi. Nếu như chỉ có chút chuyện này thì ngươi cũng không đi thâu đêm đến đây nói trọng điểm đi. Vâng, hôm nay Thanh Sơn lão nhì vội vàng từ bên ngoài quay về, triệu tập tất cả đệ tử đến quảng trường tập hợp. Sư cô, đã muộn vậy rồi mà kêu gọi chúng ta tập hợp, sư tôn bị sao vậy? Ta cũng không rõ, chỉ nói là thử thần binh. Thanh Sơn môn trưởng giáo Chu Vân. Thanh Sơn môn tổ truyền thí bảo thạch, thép cực kỳ cứng, cứng không thể nào phá hủy. Cho dù là dùng thần binh tiên khí đánh mạnh cũng chỉ để lại có vài vết xước. Chu trưởng lão, không cần đa lễ. Một cái dao thái sứt, có cái gì mà để thử cơ chứ? Ơi, sư tôn áp lực quá lớn. Có bệnh mà dùng thuốc bậy rồi. Chết tiệt, lại dám nói móc mỉa ngay trước mặt ta. Một đám sói mặt trắng. Nhưng mà uy lực của cái dao này không phải là rõ ràng, hay là nhẹ nhàng. Chạm một cái. Cậu cậu, mau nhìn, mưa sao băng hoành tráng quá. Sao băng nhà người bay đầy trời thì có. Sử nhân ngu xuẩn. Ôi, uy áp mà võ ý mạnh mẽ thế này, rõ ràng là tuyệt thế thần binh. Đám tu sĩ này có nó từ bao giờ vậy? Đây đây nè, sao băng đó. Ta ước ngồi không cũng có hậu cung vô số, tài phú bạc triệu. Áo đến giơ tay, cơm đến háo miệng. Đây, đây là cái quái gì? Sư tôn uy võ, Thanh Sơn môn được cứu rồi. Vừa rồi ta thật sự chỉ thử chút mà thôi, hoàn toàn là chưa dùng sức. Uy lực của cái dao thái này thật là bá đạo, ta yêu nó mất rồi. Nhưng mà chưa đến lúc bất đắc dĩ thì chưa thể dùng. Cái dao này không phải là thứ mà ta kiểm soát được. Dịch đại sư có thể tạo ra thanh dao này, nghe là cũng phải võ tông cảnh giới trở lên. Ngày kia chúng ta sẽ cùng Huyền Võ Tông quyết một trận tử chiến. Với thiên phú của Thanh Sơn lão tặc thì không thể nào đột phá nhanh như vậy được. Thần binh cũng vậy, chắc chắn là có người giúp đỡ sau lưng. Chúng ta có phải lên làm gì chút gì đó. Độc băng thiềm trên người của ngươi đã phát tác 3 ngày rồi nhỉ? Đây là thù lao báo tin hôm nay của ngươi, làm cho tốt. Sau khi thành công, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Cảm ơn lão tổ khai ân, cảm ơn lão tổ khai ân. Linh nhì, theo ta đến kiểm chứng, đến kiếm chủng. Huyền Võ Tông nữ đệ tử Linh Yêu Nhi, ta không đợi được nữa rồi. Sư tôn, kiếm chủng. Sư huynh, lúc sư tôn còn sống đã từng dặn dò chúng ta, nhiếp hồn kiếm trong kiếm chủng này tuyệt đối không thể giải phóng. Đừng nói nhiều nữa, mở nó ra cho ta. Đây là huynh nói đấy nhé, đừng hối hận. Ây, ta còn chưa làm gì mà.
Giang Bình Thành đều trống rồi. Vật tư tư trị liệu của chúng ta đi đâu rồi? Cái trận quyết chiến với Huyền Võ Tông chỉ còn 4 canh giờ nữa. Cho dù không có chúng ta, Sư Tôn nhất định cũng có thể. Trận quyết đấu lớn thế này rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến phạm nhân. Ơi, trốn hết rồi cũng tốt. Cho dù bọn họ chạm vào một chút linh lực thôi là cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Các vị hương thân phụ não đã chọn được vị trí tốt nhất để xem chiến hay chưa? Có rồi. Ta đợi trận thi đấu này lâu lắm rồi đấy. Mặc dù không biết ai đang thi đấu, nhưng người muốn xem đánh nhau thì không ít. Đây là thời cơ tốt để buôn bán. Vị trí này là điểm cao nhất xung quanh ở thành Bình Giang. Mặc kệ nào đâu cũng có thể nhìn được hết. Mượn kính viễn vọng thì xếp hàng. Một lần một vàng, đừng tranh nhau. Dịch sư phụ, ta muốn một cái. Lục Thanh Sơn, không ngờ ngươi vẫn có gan đến nơi hẹn. Hôm nay ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Sư Tôn, đừng đến đây. Quả nhiên, ta và Linh Huyền Võ đã cách nhau rất xa trên cảnh giới. Nếu như không phải là xem sách của Dịch Đại Sư rồi thăng cấp lên Võ Vương, nghĩa là bây giờ đã không thể chiến đấu. Bây giờ ta chỉ có thể phó thác hy vọng lên. Lục Thanh Sơn, ta biết ngươi có chủ ý gì. Lấy ra đây đi, thần binh của ngươi. Cái gì? Làm sao mà hắn biết được? Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi lén đánh, đánh lén thành công hay sao? Phệ hồn kiếm. Mượn thọ mệnh hao tổn trùng lâm mới có thể dùng một lần phệ hồn kiếm, có thể dễ dàng cắn nuốt linh lực của bất kỳ vũ khí nào. Vũ khí thánh phẩm trở xuống, ở trước mặt của nó giống như là một giao thái bình thường. Thanh Sơn môn xong rồi, bất luận là binh khí gì cũng sẽ bị phệ hồn kiếm chắc chắn là chế chết. Thật sự là một cái giao thái kìa. Một cái giao thái sức thì làm được cái gì? Giết lợn à? Đường đường là Thanh Sơn lão tổ, lại chó cùng rất giàu dùng một con giao thái để chống lại phệ hồn kiếm. Nhộng khoán điểm cười một năm của ta rồi đó. Đến đây cho ta xem thử thần binh của ngươi mạnh thế nào. Chết tiệt, ta đã thua từ trên khí thế rồi. Thanh đao trong tay của ta dù gì cũng là mượn ở chỗ Dịch Đại Sư. Nếu như bị phệ hồn kiếm nuốt mất linh lực biến thành giao thái bình thường, Dịch Đại Sư, ta nên làm sao đây? Kiên tiếp đi. Sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy được? Các ngươi đánh xong nhanh như vậy thì mười mấy cây ống nhòm của ta có phải là bỏ phí hay không? Ta có thể kiếm được bao nhiêu sướng là nhờ ngươi đó. Ống nhòm đã cho thuê hết rồi, hoàn toàn không biết phía dưới có ai với ai. Là đang làm gì vậy? Là Dịch Đại Sư, ngài ấy vậy mà lại đưa nhiều người đến cổ vũ cho ta như vậy, đích thân tới chiến trường. Huống hồ, kiên trì tiếp đi. Vừa rồi ta nghe thấy Dịch Đại Sư nghiêm khắc thúc giục ta. Trời ạ, đây là sự cổ vũ cao quý đến nhường nào cơ chứ? Vậy mà ta lại hèn nhát trước mặt của kẻ thù như vậy, thậm chí suýt nữa còn sỉ nhục vinh dự của thanh đao này. Hổ thẹn quá. Ta không biết phải làm sao. Sao nào? Tính vò đã mẻ lại cho sức luôn à? Vậy thì đến đây đi. Một nhát bình thường của giao thái bình thường. Cây dao sớt đó chỉ chém một nhát đã đánh tan phệ hồn kiếm rồi. Sư phụ, chém nứt đất. Sư tôn gặp nạn, đến đó hộ giá. Nhân lúc này giết Huyền Võ Tông, về tận ổ của chúng đi. Vâng, chu trưởng giáo. Giặc cùng đường đừng đuổi theo. Sư tôn, nhưng bây giờ chính là thời cơ để diệt Huyền Võ Tông.
Lam Tuyết xem đi, Dịch đại sư lúc nãy đứng bên trên âm thầm quan sát, nếu như tiếp tục chiến đấu thì e là cao nhân sẽ không vui. Dịch đại sư coi thường danh lợi, chỉ dựa vào duyên gặp mặt một lần đã cho ta mượn thần khí, ngươi cảm thấy thế nào? Theo ta suy đoán, điều cao nhân cần không phải là hủy diệt bất cứ phương hướng nào. Thứ tiền bối cần là cân bằng. Ngài ấy muốn hai bên cân bằng để đảm bảo bách tính giang bình thái bình. Cao nhân có tấm lòng và tâm tính như vậy, cực kỳ đáng để chúng ta dùng cả đời để lĩnh ngộ và thẩm thấu. Ánh sáng chính đạo đang siêu chói khắp nơi. So với ngài ấy, chúng ta thật sự là lông cạn như con kiến. Đánh đi chứ, mới đó mà đã xong rồi, Dịch sư phụ, ta phải đi cày rồi. Ta phải cho con bú đầy tạm biệt. Bọn ta tự mình xuống núi cũng được. Đừng đi mà mọi người, mới có một lát thôi mà. Đợi lát nữa còn có Gojina đại chiến Kim Cang nữa, đặc sắc lắm luôn. Đám người phía dưới không thể kiên trì thêm một lúc hay sao? Cho gia đình vốn dĩ không có giàu có gì, thêm xương lên tuyết. Dịch Phong ca, sao huynh lại ở đây? Bành Anh, sao vậy? Sao hôm nay lại có thời gian đến thăm Thanh Mai Trúc Mã này của muội vậy? Huynh hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến đây tìm một cao nhân theo lời của sư tôn thôi. Sư tôn, muội biết tâm ý của huynh nhưng xin lỗi. Huynh rất tốt nhưng ta rất tiếc. Ta đã gia nhập vào Thanh Sơn Môn dưới sự giúp đỡ của một sư huynh rồi. Huynh biết đấy, với tư chất của ta mà muốn vào Thanh Sơn Môn thì không có khả năng. Có thể vào Thanh Sơn Môn tu luyện vẫn luôn là ước mơ của ta. Vì vậy ta đã đồng ý với sư huynh, sau này sẽ không qua lại với người đàn ông nào khác nữa. Ta đi trước đây. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Sư muội, đã tìm thấy cao nhân chưa? Chỉ có một phàm nhân. Bảo muội tìm cao nhân, kết quả muội lại lôi kéo với người đàn ông khác. Muội đồng ý với ta thế nào rồi? Dư đại ca, huynh nghe ta giải thích. Hắn ta chỉ là một ông chủ võ quán không ra gì mà thôi. Cả ngày chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày. Viết bài bí tịch võ công cũng chẳng ra sao, sao có thể so với huynh được? Nếu không phải là ngẫu nhiên gặp được thì ta mới lười để mắt đến hắn. Khá ca tốt, đừng giận mà, trong lòng người ta chỉ có huynh thôi. Ngu xuẩn, tìm một người cũng chẳng tìm được. Nếu không phải là thấy ngươi có chút nhan sắc thì có quỷ mới thèm ngươi. Đều trách tên cao nhân đáng chết kia, nếu không có hắn gây trở ngại ở giữa thì tên khốn đáng chém ngàn đao linh huyền võ kia sao lại thua cơ chứ? Phải nhanh chóng làm chút gì đó, nếu không đợi Huyền Võ Tông hồi phục rồi chắc chắn là sẽ tức giận với ta. Tư đại ca, huynh không sao chứ? Quan đã, võ quán sách con mụ Lạc Lang Tuyết kia mua được bí tịch từ võ quán ở Giang Bình, mới cho Lục Thanh Sơn đột phá mà. Chẳng lẽ anh nhỉ, vừa rồi muội nói tên kia mở võ quán bình thường có sở thích viết sách đúng hay không? Đúng vậy, nhưng hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tuyệt vời. Nếu hắn thật sự là cao nhân, ta chỉ cần ngồi xem và Huyền Võ Tông đấu lưỡng bại câu thương là được. Ngược lại, lấy hắn ra làm đối tượng thì bả cho Huyền Võ Tông cũng hợp lắm. Nói cho cùng chỉ là phàm nhân, vậy thì đừng trách ta xuống tay độc ác. Con dê thí mạng này, ngươi không muốn làm cũng phải làm. Đúng là trời cũng giúp ta. Tức chết ta mất. Huyền Võ Tông, Vu Võ Kiệt, bọn ta còn chưa tìm người, ngươi lại tự mình dâng đến tận cửa rồi. Tha mạng. Ta nghe ngóng được Thanh Sơn lão nhì có được đao từ một cao nhân ở thành Giang Bình. Người này còn mở một võ quán nhỏ ở thành Giang Bình nữa. Mặc dù tin tức khác còn chưa thăm dò được, nhưng chỉ cần đi tìm chắc chắn là có thể tìm được. Cái gì mà cao nhân chó chết chứ? Ở Giang Bình có cao nhân mà ta lại không biết à? Ta lại muốn nhìn xem tên phàm nhân không biết sống chết nào lại giúp đỡ cho Lục Thanh Sơn. Sư tôn, Ninh Nhi nguyện đi điều tra rõ ràng thay cho sư tôn. Không, ta có sắp xếp khác cho người. Chuyện này đã có nhân tuyển rồi. Vô Trần, mặc dù bình thường có hạn chế người, nhưng hiện giờ là lúc cần đến ngươi rồi. Biết làm thế nào rồi chứ? Cứ giao cho ta đi, sư tôn. Võ quán Dịch Phong, ông chủ đã 3 ngày chưa ra khỏi phòng rồi,
Xem ra cô gái kia thật sự là khiến ông chủ tổn thương thật. Khiến ông chủ tổn thương, ông chủ. Lộn xộn bừa bãi. Mấy ngày không gặp mà phòng đã lộn xộn thành ra thế này rồi. Xem ra ông chủ đau lòng thật rồi. Một lòng si tình lại gặp phải kết cục như vậy, đúng là khiến người ta không nhịn được. Ông chủ, người yên tâm, có Nhung Thanh, có Trung Thanh ở đây, sẽ không để người tiếp tục sao đọa như vậy đâu. Ông chủ, có lẽ ta có thể giúp ngài. Người muốn giúp à? Vốn dĩ muốn gọi ngươi đến ăn đồ nướng, kết quả ngươi cứ đòi làm việc, hoàn toàn không phải là bộ dạng thất tình mà. Quán đã, mình phán đoán như vậy vẫn còn sớm lắm. Chắc chắn là ông chủ quá mức đau buồn mà lại không muốn để lộ mặt trước mặt của mình cho nên mới. Mình hiểu rồi. Chỉ tiếc ta chỉ là con trai, không thể nào giúp ông chủ giải quyết. Thất tình của ngài? Ơi, ngươi nói Bành Anh hả? Cô ta chỉ là thanh mai trúc mã của ta mà thôi. Phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của ta, thuận tiện còn có tốc độ nướng thịt nữa. Được rồi được rồi, nhanh đi bán sách cho ta, tháng sau muốn đổi xe ngựa nhờ hết vào ngươi đó. Cố lên người làm công. Đây là sách gì, nhìn có vẻ rất là kỳ lạ. Câu của đàn ông ba quốc gia, câu chuyện về một đám phụ nữ và một tên đàn ông, câu chuyện về ba phụ nữ và 105 đàn ông, câu chuyện về bốn yêu quái và một đàn ông, thật sự có thể bán được sao? Ngoại ô thành Giang Bình. Cứu cứu, cứu mạng, ai cứu ta với? Hờm, ngu xuẩn. Cho dù thiên vương lão tử đến rồi cũng không cứu nổi ngươi đâu. Mùi vị hỗn hợp cũng chỉ là lấp đầy bụng được thôi. Thật hy vọng cái tên mở võ quán kia có thể thỏa mãn được ta. Người trẻ tuổi có thể tha thì hãy tha cho người ta. Khuyên ngươi đừng đi về phía thành Bình Giang nữa. Ta đang đến Bình Giang thành để thăm một người bạn già, không cho phép ngươi làm bừa. Lão già ở đâu chui ra vậy? Liên quan mẹ gì đến ông? Chú. Lão già này có cảnh giới võ vương trở lên. Chỉ là một võ linh tu luyện tà công, lại có thể chạy thoát được khỏi chiêu vừa rồi. Đợi đã, thứ mà hắn vừa mới móc ra. Chấn Thiên Thạch. Bảo vật chấn tông như vậy lại rơi vào trong tay của tà đồ. Giang Bình Thành nhỏ bé e là sắp gặp nạn rồi. Cũng may có Chấn Thiên Thạch bảo vật chấn tông, nếu không đã chết chắc rồi. Người của các võ quán khác đều đã bị ta giết sạch rồi, đây chắc là nhà cuối cùng. Hoàn toàn không có độ khó cao nhân à. Cái võ quán nát này chính là nơi ở của người, để ông đây lĩnh giáo thực lực của người nào. Chấn Thiên Thạch là vật khi Huyền Võ Tông khai sơn tị tổ giết tiền, cho dù là đối diện với công kích của cảnh giới cao cũng có thể gặp hung hóa cát. Sư tôn hay là phái ta? Trong tay Vô Trần có Chấn Thiên Thạch của ta, cho dù gặp bất trắc gì, Chấn Thiên Thạch cũng có thể bảo vệ cho hắn. Chúng ta chỉ cần ngồi yên đợi tin tức của Vô Trần là được. Võ quán rách, ngay cả tên cũng không có, không ngoài dự đoán lại là rác rưởi. Hắn không nhìn thêm một cái, liền trực tiếp đạp qua những ngưỡng cửa, bởi vì một tấm bảng hiệu lát. Vậy thì tiếp theo nên bắt đầu phá hoại từ đâu đây? Dưới thủ đoạn của hắn, không có kết cục nào khác, chỉ có tan tành. Mẹ nó, uy hấp nguy hiểm này, mà cả bông mày tính kế tao. Cũng may ta có nó, nên không gì là không thể. Ê, cục đá ai làm rơi vậy? Hoa văn cũng đẹp đấy. Vừa khéo. Dùng để bù vào cái bậc cửa này. Kích thước cũng không lớn không nhỏ, vừa vặn luôn. Dịch não Huỳnh, lúc mới bắt đầu, ta cảm thấy ta là người cùng trình độ với Huỳnh. Nhưng ta tỉ mỉ quan sát,
lại có phần không nhìn thấu hình. Cái não già, Junbiyo này lại đến làm gì đây? Đương nhiên ông không nhìn thấu được ta. Trò cờ tướng này là ta dạy cho ông đấy. Ta đến đây đánh cờ nhiều lần, lại chưa từng nhìn thấu được tu vi thật sự của hắn. Nhưng tiên giang đại lục công pháp bí thuật rất nhiều. Hắn tu luyện một loại công pháp khiến người ta không thể nào nhìn thấu được tu vi, cũng không hề nói qua. Nhưng nếu thật sự có người như vậy, thì không thể nào vô danh tiểu tốt ở trong giới tu luyện được. Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh hơn ta? Đến lượt ông rồi, xuất soái thiết môn sinh tuyệt sát. Ê, từ lúc nào mà bị Trấn Thiên Thạch, tên tà đồ lúc nãy đã bị Dịch Não huynh xử quyết tại chỗ rồi sao? Lấy bảo vật quý trọng như vậy để chen bậc cửa, giống như là đang nói thứ này ta có thể tùy ý đào ra, còn ngươi thì sao? Nhường rồi. Với tu vi của hắn, chắc là cũng biết Trấn Thiên Thạch có giá trị bất phàm như thế nào, lại vẫn đạp vào bảo vật thế này. Mặc kệ là tâm kế hay là chơi cờ bố cục cờ, người này còn lợi hại hơn ta tưởng tượng. Cộng thêm ám thị này của hắn, đây là một sự so sánh tầng lớp khác. Chẳng trách hắn có thể tự tin như vậy. Nhưng mà hình như ngươi cũng đã xem thường ta rồi. Dịch Não ca, giúp ta xem cái này thử xem. Ây cha, sau lưng ngứa quá, giúp ta dùng thánh phẩm đinh ba gãi đi. Khuất phục đi, vì để có được bảo vật này, ta không chỉ khuynh ra bại sản, thậm chí mất cả nửa cái mạng già này mới có được. Thất xỉ thánh ba, đã dỉ xét hết rồi, nhanh nhém đi. Làm việc nhà lông gì đó nhất định là không thuận tiện nhỉ. Ta đã phát hiện ra từ lâu rồi, hóa ra lần nào ông đến tìm ta chơi cờ cũng cố ý thua ta, là vì ông muốn để ta giúp ông sửa lông cụ. Hả, chuyện này, tên này lại dám khinh nhờn thần khí mà ta tự hào như vậy ơ. Ông đừng kích động, trồng trọt cũng không dễ dàng. Rốt cuộc là người ăn cơm, cái nào cũng có vấn đề không gấp mới lạ. Ông đợi ta một lát. Được, nếu ngươi không khinh thường thất xỉ đinh ba của ta như vậy, vậy thì ta sẽ xem thử ngươi có thể lấy ra được thứ gì có thể so sánh được với thất xỉ thánh ba của ta.